Cảm ơn em. Có bao năm yêu hoa hồng. Trời ơi, lai giờ này được tận 36, 47 người coi. Làm cái gì với ông vui. Hơi đói bụng xíu. Không có đi vệ sinh được. Bây giờ chị mới thay đồ xong rồi, không biết nào ngồi ăn uống uống nước. Hôm nay không có chị ơn, chị về cách này một tiếng, xong rồi chị thay đồ, chị xuống ở dưới sảnh kiếm gì ăn, nhưng mà cũng trễ cũng hết đồ ăn rồi, cho nên chị lộng những hạt ngũ cốc còn lại nên đây ăn. Cảm ơn cấm lê. Nãy xem thấy chị nhảy quá trời nhảy rồi nha. Ổn không? Chị nhảy được không? Ngã vía cho Thiện Nguyễn. Cảm ơn Kim Ngờ, Kim Nguyễn hả? Cảm ơn Huy Dương. Nãy đi không gặp được chị. Nãy em cũng có mày ở slot te đúng không? Có đúng không ta? Cảm ơn Piao Ngân. Chị tiếng Anh em dùm sang ngoại. Không em. Chị có theo cuộc thi sắc đẹp nào nữa không chị? Nói thì không. Rồi giờ không biết nha, nhưng mà chị cảm thấy rất là hài lòng với mọi thứ hiện tại. Mà tới đây đang rất là đi theo đúng tiến độ. Mà chị cũng đang nhận được rất là nhiều cái cơ hội, cũng như là nhiều cái sự may mắn. Cho nên là nếu hỏi là chị có thi tiếp hay không, mà chắc là thì hiện tại chị sẽ không thi. Make up này cảm ơn nha chị Xuyến đến từ Học viện của Nguyễn Bule. Và chị Kiều đúng không ta, chị Kiều đã làm tóc cho em cũng ngon. Thì Dương này về Huế về chị hả? Sắp rồi sắp chắc chắn là sẽ có, sắp tới thì sẽ có một một đợt là sẽ đi tham lăng ở Huế, với lại là có sự kiện nấu ăn, thì chị nghĩ là hình như là làm một món mà đặc sản ở Huế. Cảm ơn Ố là La. VBFF có chị không? Có chị, nhưng mà chị làm gì ở VBFF thì bí mật chưa nói được. Chị đi công an định chưa? Chị đi rồi, hồi trước ở gần nhà ngoại chị cho nên chị hay đi lắm. Mê chị là MC quá trời. Cảm ơn Nhâm. Hôm nay keo liền quá nha bé. Vậy em cảm ơn Luna Han. Đỉnh nha bà. Mọi người là mình xíu nhưng mình gỡ tóc nặng đầu quá. Trên đầu mình hiện tại là đang 6 cái phím. Cảm ơn anh Hữu Sang. Chị Hữu Sang. Đúng rồi, chị gắn phím cho tóc nó dài. Chị ngủ một mình. Đúng rồi, chị ngủ một mình. Biểu biểu mấy con này ở xiên bàn tham gia hay không? Nhiều, rất nhiều. Những cái hoa hậu xiên bàn sẽ tham gia. Và đương nhiên là không thể nào thiếu được sự có mặt của các bạn thí sinh của Miss Grand International. Mai chị có qua nhà hát Hà Nội không? Đoán xem. Chung kết có chị không? Đoán xem. Hay bắt mọi người đoán quá. Nice like nha bà. Cảm ơn Quỳnh Cheese. Chừng nào chung kết Miss Grand hả? Tầm cuối tháng. Ngủ đi chị ơi. Từ từ livestream xíu với mọi người cho vui đã. Sao cái gì chị cũng đoán vậy? Đó nghe cho nó hấp dẫn chị. Chị có ấn tượng với thí sinh nào không hôm nay đúng không? Từ từ không nói tới thí sinh nha. Chị Isabella quá đẹp, thực sự là rất đẹp, giống như là búp bê nha. Nói chung là đẹp, thực sự rất đẹp, không có từ nào để chê, góc nào cũng đẹp, không có góc chết. Body đẹp, giọng rất là hay, rồi face đẹp, body chuẩn, không có từ nào để chê chị Isabella. Với lại chị Isabella lúc mà nói chuyện rất là dễ thương nha, kiểu như là kiểu như là một đứa con nít đó. Rất là dễ thương, rất là kiểu thật lòng thật thà. Còn thí sinh nào chị ấn tượng hôm nay hả? Chị ấn tượng với từ từ chị Colombia. Colombia đẹp, quá đẹp. Chị Phương hôm nay mặc, chị Phương mặc cái đầm rất đẹp nha. Ê, chị Phương rất năng lượng nha mọi người.
Thật là hôm nay chị Phương, sorry, chị Phương nổi bật nha. Có thể là chị Phương mình cũng đọc một số công mình làm, mọi người nói là chị Phương ít cập nhật, nhưng mà thực chất là chị, mình nghĩ là chị Phương đang enjoy cái moment tại Miss Grand International Angola. Yeah yeah, mẹ bạn Angola đẹp. Chị thấy chị Thái Lan thế nào? Ồ, Aung đúng không? Aung Aung ở ngoài, nói chung là Aung ở trên hình sao lại ở ngoài vậy. Chị thì chưa tiếp xúc nhiều. Nói chung là hiện tạm thời thì chị thấy chị nhận xét được về ngoại hình của bạn Thái Lan thôi, đẹp. Ê, không có ai là không đẹp hết. Hay hay, hay hỏi quá. Vậy khen ai cũng đẹp hết giờ sao ta? Đúng rồi, Colombia đẹp, quá đẹp. Ngày mấy trao sát? Ngày mấy chưa sát? Tới xem. Hôm nay không có báo họ. Có thể là không phải hôm nay, nhưng mà có thể là những đợt sau thì chắc chắn sẽ có. Trời ơi, hôm nay không có được. Đoán top 5 tu. Chưa đoán top 5 được đâu mọi người. Mình chỉ mới tới đây ngày hôm qua. Rồi tối nay mình chỉ được tiếp xúc rất là sương sương với các bạn thí sinh thôi, chưa thể nào nhận xét được công tâm là ai sẽ là thí sinh mạnh hay không được. Nhưng mà tại sao thì mình ấn tượng với lại ngoại hình của chị Colombia. Có nhiều chị rất đẹp, nhưng mà mình quên tên. Myanmar hả? Chị Myanmar. Hôm nay chị Myanmar mặc bộ đồ cũng chấn động nè, đúng không ta? Nini hả? Chị ra chị dở gì nè. Thế rồi mình đang đọc cái MC, mình đang đọc cái số tự xem thử là người tiếp theo sẽ là ai. Thì lúc đó đọc tới Myanmar sẽ thấy mời. Có một cái sự xuất hiện cũng khá là ấn tượng. Cảm ơn gấu Linh. Hôm qua nè, tính tại vì chị mình cũng dẫn chung với chị Isabella nhiều, cho nên là cũng hâm he để mà chụp ảnh, nhưng mà lúc đó thì ekip giữ điện thoại cho nên là mình không có chụp ảnh được. Nhưng mà không sao, mình còn những nhiều dịp để mình có thể chụp được với Isabella. Ngày mai thì mình sẽ được dẫn với ai, với ai, với ai. Thực chất là lúc đó thì bọn mình đọc theo trong cái chỉ dẫn của bên DOP. Bên DOP đọc, kêu mình đọc, bọn mình đọc cái gì thì bọn mình sẽ đọc cái đó. Cho nên là lúc đó mình kiểu từ Venezuela hình như là có miss một bạn thiệt. Thì lúc đó là bọn mình kiểu như là trong DOP đọc cái gì thì bọn mình sẽ đọc cái đó. Rồi bọn mình tưởng là tập xong bạn đó thì sẽ quay lại bạn kia, nhưng mà không ngờ là đi vô luôn. Nhìn người bảo, nhiều người bảo chị giống chị Myanmar hả? Hay là giống là ta? Em thấy chị dẫn mà tay chị run run hả? Trời ơi. Nói chung là cũng lần đầu được thử sức làm MC do Miss Grand International, nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi được những cái chuyện mà hồi hộp, run rẩy. Nhưng mà thôi không sao, buổi đầu tiên mình sẽ rút kinh nghiệm cho những cái buổi sau nếu có. Action chị hay, nhưng mà cơ mặt chị chưa được tự nhiên lắm. Cái đó chị cũng biết rồi nha, nhưng mà chị cũng đang cố gắng khắc phục. Tại vì cái thời gian mà chị đeo niềng á, chị rất là ít cười. Không biết các bạn sao nha, nhưng mà lúc mà chị niềng răng á, chị hạn chế cười rất nhiều. Tại vì mình sợ người ta, mình cười người ta sẽ thấy cái mình lúc nào cũng cười. Bụng miệng á, cái cơ nó bị cứng. Cho nên mặc dù là bây giờ mình đã tháo niềng rồi nha, mình cũng quán cười nhiều, nhưng mà nó cũng chưa có flexible, chưa có linh hoạt được. Em hâm mộ chị từ Á Khôi Đà Nẵng á, cảm ơn em. Hâm mộ lâu năm. Hâm mộ giờ vậy là được hâm mộ năm chưa? Off hand ha. Mới coi thấy chị nói tiếng Anh hay quá trời. Có, chị có thấy mon.
Chừng nào chị tắt mic cho em đi ngủ hả? Chắc là khoảng khi nào điện thoại chị hết pin. Những hiện tại thì chị nắm được tình MC của MCI thôi nha. Còn những cái ví dụ như là khách mời hay là có ai tham gia không nha thì chị sẽ không xua cái đó được. Này chị nhìn xoay quá trời không ăn em. Ăn xong đập chén hay vậy quá. Không, hôm nay không có mùi hết lên em. Nè em ấn tượng nhất là Minh Nhà, cảm ơn Quỳnh Như. Bạn này nhìn giống Miss Universe Puerto Rico cùng tức này mới hên. Trời ơi, Miss Universe Puerto Rico siêu đẹp. Có nhiều đồng phần giống với chị. Chị có. Chị nghĩ sao mày anh đúng chứ. Ở đó thì chắc là chị sẽ bó riêng các bạn chung che. Tối rồi mà em gán cười tươi nữa là quên đến. Em biết sao không? Tại vì cái lúc đó mình hờ rất là mấy cốc rồi. Mình có hỏi chị mấy cốc rồi. Tại vì nói chuyện mà đánh son, mà đặc biệt là son bóng mà rất hay dính răng nha. Các bạn cũng hỏi là chị ơi cái son này nó có bị dính răng không? Tại vì ví dụ mà cười to thì chị sợ nó sẽ bị dính răng. Mà đang livestream trực tiếp thì mình không thể nào mà kiểu như là mình đó. Cho nên là hãy cũng cười nhưng mà cười sương sương thôi. Nhưng mà chắc là lần sau cũng rút kinh nghiệm. Là mình đánh son lì hoặc là mình đánh son bóng nhưng mà mình sẽ chùi bớt ở phía trong đi. Để cho mình lúc mình cười nó không có bị dính. Giữ lấy em này nha, giữ nguyên nha. Chị tưởng là thí sinh nào. Hình như có lúc mà mình thức dậy sáng nay là mình thấy chị Phương đang livestream. Chị Phương livestream lúc 4-5 giờ sáng gì đó không ta. Sau cái lúc mà mình đang vẫn đang từ từ với một chiếc mặt mộc đi xuống thì chị Phương đã một cái mặt full make up và áo quần chỉnh tề thẳng bưng từ trên xuống dưới. Mong là chị Phương sẽ giữ được năng lượng. Không mà mình tin là chị Phương sẽ giữ được năng lượng. Tại vì xuyên suốt Miss Universe Việt Nam hay là tới thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy có giây phút nào mà chị Phương cảm thấy là mệt mỏi hay là bị đau mút. Nghe đó là một cái rất là hay hả chị Phương. Tại vì cái việc mà giữ năng lượng xuyên suốt một cái hành trình dài như vậy rất là khó. Mình chưa kể là các bạn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và phải luôn trong tâm thế là sẽ luôn có MC, có người hỏi livestream này nọ kia. Thì cái việc giữ năng lượng hiện tại của chị Phương là một cái rất là đáng quý. 10 điểm. You did it. Có làm MC nữa không chị? Chủ nhật này chị có về cố học Huế như Olympia không? Hey, chị rất muốn đi nhưng mà nó đang chị vẫn đang ở trong lịch trình cho nên có thể là chị sẽ không về được. Nhưng mà chị vẫn sẽ theo dõi qua màn hình, điện thoại, livestream. Chị thấy ai tầm tính nhất trong Mystery International? Không, chưa đoán được đâu, chưa biết được, chưa biết được. Chị chỉ mới tiếp xúc với các bạn kiểu như là thoáng qua chứ chưa có một cái sự gọi là giao tiếp nhẹ nhọ gì mà thực sự gọi là deep talk. Mình chưa có đánh giá được. Chị có ý định đi chung với công ty không hả? Ý định đi chung với công ty là sao? Đi xe á hả? Cảm ơn Jimin. Cảm ơn chị Shop Bubble. Sẽ nói chung là hôm nay là buổi đầu tiên cho nên chắc chắn sẽ có những cái sự chưa hoàn hảo, những cái thiếu sót và những cái sự run rẩy, những cái sự hồi hộp ở trên sân khấu. Nhưng mà thôi thì mình cũng tự hào là mình đã vượt qua được những cái nỗi lo âu của mình từ những ngày trước. Là mình cũng đã cố gắng hết sức mình ở trên sân khấu ngày hôm nay. Và mình cũng tiếp thu những cái ý kiến cũng như đóng góp từ anh em, chị Dung, ekip cũng như là các bạn khán giả. Và bản thân mình cũng nhận thức được là mình đang có những cái thiếu sót như vậy. Thì đương nhiên là mình sẽ phải khắc phục để mình có thể có được một cái màn trình diễn mà nó trơn tru và nó
hoàn thiện hơn. Trâu sát hả? Mai có mà. Trâu sát Siring ceremony. Mai hình như chưa trâu sát. Mấy gì đó họ kia không? Thì hiện tại thì lịch trình thì sẽ là nếu như mà ai có thể tham gia được thì có thể tham gia, còn nếu như các bạn có chị bận show, bận công việc riêng, việc học này nọ thì coi như là phải ưu tiên cho những cái việc đó trước. Còn những cái show mà chính quan trọng thì mình nghĩ là sẽ có đầy đủ top 5. Dạ ăn ngủ tất. Chỉ có mẹ Huế cũng có thí sinh nha, chỉ có mẹ Huế. Và bật mí là có thể có tôi ca sĩ Tâm Như trong chuyến đi tới Huế là ở sắp tới. Chị không có nắm được là sẽ có ai ở trong sự kiện. Chị chỉ biết là sẽ tới sẽ có những cái lịch trình như thế nào thôi. Cảm ơn bạn Vĩnh Tường. Huế đại chị Úc kia. Đi Huế mấy ngày hả? 2 ngày. Thì chị thấy trong lịch là hình như 2 ngày. Cảm ơn Hải Hồng. Thank you. Hôm nay dùng một thêm quá nè. Hạ Long. Bực mí là sắp tới sẽ có một vài thành viên ở trong Mixerland Việt Nam 2022 xuất hiện tại xuyên suốt một hành trình của Mixerland International năm nay. Hello Việt Anh, chị có hát riêng bài nào không để chị học nữa nha. Bắn bài câu tiếng Thái. Ê, ngày mai chị được dẫn với lại bạn champion của Thái, tức là chị sẽ nhờ bạn đó chỉ cho một vài câu tiếng Thái. Tại vì chị thấy là bạn champion nói được vài câu tiếng Việt rồi nè. Hồi nãy chị đi xuống lấy thức ăn thì champion cũng đi xuống, thì chị thấy champion đang nói chuyện với lại mấy bạn, thì champion nói tiếng Việt, champion kiểu chúc ngủ ngon, cảm ơn, chào tạm biệt, trời ơi dễ thương nha. Tức là ngày mai chị cũng sẽ nhờ champion chỉ cho vài câu tiếng Thái. Trời ơi, một trong những thứ độc lạ Bình Dương nhất đó là một vài comment ở trên livestream. Không, chắc là chị sẽ không về kịp để xem cầu truyền hình, nhưng mà chị vẫn sẽ cố gắng theo dõi qua livestream, qua điện thoại. Cảm ơn FC. Lịch nữa hay có fashion show không? Tạm thời nha thì sẽ là đi thăm những cái di tích, cũng như là làm những cái món ăn cũng như là những cái đặc sản tại Huế. Còn về fashion show hả? Fashion show thì có thể là anh em đang cân nhắc. Trời ơi mọi người hay nhắc chuyện này nè, bọn mình sẽ có một cái in-ear. Thì bên đó, tại vì trong danh sách sẽ có những bạn vắng mặt và có những bạn không vắng mặt, thì bọn mình không có nắm được là ai không vắng mặt hay không cả. Thì bọn mình đợi hiệu lệnh của bên DOP. Thì bên đó kêu bọn mình đọc tên ai thì bọn mình sẽ đọc tên người đó. Cảm ơn chị Mỹ Thỏ. Nét mà giống hoa hồng học trâu. Trời ơi chị ngầm đâu, siêu đẹp. Mẹ gì quá, cảm ơn em. Thank you. Hồi nãy chị vô thang máy có hai bạn hình như là khách du lịch hay là thành viên ban tổ chức gì đấy không biết, nhưng mà hai ba bạn gì đó đi vô thang máy, xong hai bạn chào chị, hai bạn hỏi là chị là người nước nào,
không biết kêu là người Việt Nam, mới kêu là ồ nãy giờ đứng đoán là đoán tưởng Myanmar, Thái Lan, Philippines xong nha, không tôi là người Việt Nam 100%. Nữa hả? Nào cho sát mẹ chị. Ai đây? Sắp rồi em. Em đợi xíu nha, sắp cho sát rồi. Trời ơi. Trời ơi, không có hiểu thiên vị này nữa mọi người. Tại vì cái đó là trên sóng trực tiếp thì làm mình thực sự nó không có hay. Chứ kiểu là năm nay Việt Nam là nước chủ nhà thì mình không thể nào làm những cái việc đó được. Chỉ có là mình nghe hiệu lệnh thì ở bên kia thì có thể là nhóm một cái sai sót trong cái đường truyền hay sao đó, nhưng mà đó là cuộc thi thì mọi thứ nó phải công bằng nha mọi người, không có thiên vị hay này nọ hay cả. Đây, cảm ơn chai nước Meiji Low Fat Chocolate Flavor Milk, sữa sô-cô-la đến từ chị nãy ai cho mình ta, từ một chị đáng yêu đến từ ekip xin mà mình chưa biết tên, cảm ơn chị. Chủ nhật cổ vũ cho Minh Triết, ok. Không, tới thời điểm hiện tại thì chị Phương vẫn đang làm tròn trách nhiệm, rất chị thấy là làm rất là tốt, rất là tròn trịa trong cái không chỉ làm với tư cách là một thí sinh tại Miss International mà còn là một thí sinh của một nước chủ nhà. Nếu như mọi người có theo dõi top 5 ấn tượng tại Miss International thì mọi người sẽ biết là cách chị Phương khai thác câu chuyện hay là trả lời câu hỏi, nó không chỉ là trả lời câu hỏi mà nó là xoáy rất là nhiều cái vấn đề ở trong đó. Không chỉ là nói về bản thân chị Phương mà chị Phương còn lồng ghép những cái chi tiết về Việt Nam cũng như là Khánh Hòa vân vân. Thì đó không, đó là một cách quảng bá văn hóa rất là hay. Nói chung là mít tới là chị Phương sẽ ngầm chứ không thấy mít. Dạ, cảm ơn, no kidding. Chị nói tiếng Huế đi. Đây, giờ chúng mình đã nói tiếng Huế rồi. Hôm nay chị thấy chị Phương có chạy không? Chạy! Quay hết mình, năng lượng. Sữa gì vậy chị? Sữa Meiji Low Fat Chocolate Milk, sữa sô-cô-la ít béo. Chị chưa gặp mùi hết lên. Trời, nói chung là đang cái là chị ngủ giấc xong này dậy rồi chuẩn bị áo quần rồi make up, bếp cứ đi tủng duyệt rồi cái chạy vô sau luôn. Hầu như là không có thời gian, không có thời gian để có thể mình đi thăm Hà Nội. Một trong những cái điều mà chị rất muốn làm khi tới Hà Nội đó là được chụp hình bên cạnh những cái chiếc xe hoa. Tại vì chị thấy đa số các bạn nào đi Hà Nội thì đều có một bức hình bên cạnh cái xe hoa mà chị cũng muốn chụp bức hình như vậy. Chị đang tính toán là mình sẽ tạo cái giáo gì bên cạnh cái xe hoa đó. Khi này thì National Costume. National Costume. National Costume thì nó phải khoảng thời gian nó gần cái chặng cuối một xíu, còn bây giờ là mới khởi động. Thì sẽ chưa có National Costume đâu mọi người. Nó sẽ là những cái show nhỏ nhỏ đi trả tài trợ nè. Ở fashion show rồi đó. Còn National Costume nó sẽ ở chặng cuối không? Cảm ơn Dracarys. Hi, hello. Trời ơi, không có dành nói. Kịch bản sao mình làm theo vậy?
ta, người ta, người ta chỉ chụp top. Chị đi chụp tour Hà Nội, chị không muốn chụp. Chị đang tính toán là mình sẽ mặc đồ gì. Nhưng mà chị nhận ra là hình như mình không có một bộ nào gọi là đủ để mình có thể, không có. Nhưng mà không, nó không có đủ gọi là, nó không có match với cái khung cảnh. Chắc là mình sẽ phải đi mượn một bộ đồ thôi. Bộ màu trắng, bộ màu trắng là bộ nào mà là ta? Mai dẫn MC nhé Tri Ân, em chị em MC ai một bài hát. Thôi để giữ nguyên bầu không khí thì mình không nên hát. Ví dụ mình hát thì mình hơi xót tan bầu không khí vui tươi nhộn nhịp lúc đó, cho nên mình xin phép là mình sẽ im lặng. Mình im lặng. Yeah, chị Phương cháy, chị Phương. Chị đã hộ tay chụp hả? Ồ kì là. Ê nhưng mà lần đầu tiên mình tại vì hồi trước mình đi Sapa, cái mình mới nghĩ là cái khoảng cách từ sân bay tới Sapa nó xa, nhưng mà không ngờ gì là cái khoảng cách từ sân bay tới trung tâm tỉnh đến trung tâm nó lại xa vậy. 33 phút hả, bao nhiêu cây ta, 15 cây hả, 20 cây vậy đó, xa nha. Cảm ơn Khoa Nguyễn. Em cùng khoa kinh doanh quốc tế với chị này hả, mọi chị quá. Cảm ơn em. Không, nhưng mà cái là kho mình nó bạn này cũng không chỉ giỏi, nhưng mà các bạn cũng có một cái chí cục tiến học giỏi hơn, biết nhiều thứ hơn, biết nhiều kiến thức hơn, cho nên nó cũng thúc đẩy cho mình là mình phải nên làm như vậy. Mình cũng nên học hỏi nhiều, mình cũng nên học tập nhiều hơn để mình không có bị tụt lại phía sau. Mọi người cảm thấy bị tụt lại phía sau nó rất là creepy. Mọi người không muốn bị tụt lại phía sau. Mình sẽ luôn luôn muốn là cùng với những người bạn của mình đi lên. Mấy chị học tới Huế bằng phương tiện gì? Thì sắp tới sẽ có show ở Hà Nội, rồi Đà Nẵng, rồi show ở Huế hả? Thì đi tới Huế, thì Đà Nẵng ra Huế thì chỉ có đi xe thôi, hoặc đi tàu. Có thể chị không biết nha, nhưng mà có thể cân nhắc cho đi tàu để có trải nghiệm. Ngồi trên tàu bùm bùm bùm. Chắc là mình sẽ like thêm 3 phút nữa rồi mình sẽ tắt like. Để mình em biết cho em Tears Beauty. Em thử như chồng tên. Yeah, rất tự hào vì lại một năm nữa Quốc học Huế lại có cầu truyền hình Olympia về. Lần cuối cùng chị xem đó là hồi năm của anh Hồ Đắc Thanh Chương thi. Hồi năm đó hả, chị kiểu wow. Chị là người ngồi ở phía dưới, ngồi xem cùng các bạn. Rồi lúc đó hả, còn in cờ nha, in cờ Quốc học Huế. Rồi ngồi vậy gì này, anh Chương. Cũng lâu rồi, cũng lâu rồi mình chưa có lại cái trải nghiệm đó. Nên makeup xinh nha, giữ nha. Cảm ơn chị Suy đến từ Học viện Cô Nguyễn Vũ Lê đã tài trợ cho em một khuôn mặt như hôm nay. Và chị Kỳ đã làm tóc cho em, mặc dù hồi em cũng hơi bung, nó cũng nhả rồi nhưng không sao cả, vẫn đẹp. Top 5 Hồng Linh Minh Nhàn Thơ Thơ Ngân Hà quá thành công. Yeah, chúc mừng hội chị em, hội chị em Miss World, hội chị em Miss Trend. Và mong rằng là nếu như các bạn có cơ hội thì hãy tiếp tục chinh chiến. Có hơn An. Đi thi speaking cần có những gì để tự tin hơn? Đi thi speaking examiner, cho dù nhìn có dữ hay là khó, là chỉ có dễ tính như thế nào
thì mình cũng không bao giờ biết được là người ta chấm dễ hay chấm khó. Có thể một người nhìn có vẻ dễ tính thì chấm khó, mà một người nhìn có vẻ khó tính lại chấm dễ. Cho nên là hãy cố gắng đi vô tự nhiên, cho dù người ta có nhìn có vẻ bậm trợn này nọ hay sao cũng không sao cả. Học cái gì cố gắng thể hiện, ok, cứ cố gắng, người ta hỏi mình trả lời, mình khai thác câu chuyện, mình khai thác idea, mình nói expand ý, mở rộng những cái ý ra để mình trả lời. Không có quan trọng là người ta ồ thầy này khó tính quá, chắc là sẽ chấm mình khó đây, sẽ chấm mình thấp điểm. Không, không, không. Tự tin đi vô phòng, hỏi gì nhai cái mic cho chị. À không có mic, nhai cái cuộc hội thoại đó cho chị. Nhìn chị là MC mà em thích quá trời. Cảm ơn em. Cảm ơn Quintin. Cảm ơn Minh Minh. Múc bán á hậu em ơi, chị biết. Chị chúc em ngủ ngọt trong anh ngủ ngon. Nhắm mắt rộp rộp. Nay làm tốt lắm. Cảm ơn Minh Huy. Cảm ơn Nhi Trần. Writing thì nên có một người sửa lỗi để mà mình riêng những cái skill khác thì mọi người có thể tự học, nhưng mà writing thì chỉ là vẫn nên có một cái người hướng dẫn và đồng hành, thì mọi người sẽ biết những cái bước nền, những cái bước cơ bản đã, và từ những cái bước cơ bản đó mọi người sẽ phát triển lên. Mọi người có hoàn toàn có thể tự phát triển lên, nhưng mà những bước đầu tiên là những bước quan trọng, mình cần có một người đồng hành, một người dẫn dắt để tránh sai những cái lặt vặt, sai những cái cơ bản từ ban đầu thì mình sẽ phát triển lên từ những cái sai đó. Thì tại sao ngay từ ban đầu mình không tìm cho người mình không tìm cho mình một cái người thầy, một cái người bạn, người anh, người chị gì đó mà người ta có nền tảng, người ta có kiến thức và người ta sẽ chỉ cho mình những cái bước để cho mình bớt tốn thời gian hơn. Là cái việc mà mình phải tự đi tìm tòi, thì cái việc tìm tòi thì nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Em cũng muốn nhai mít rộp rộp. Xong rồi em luyện tập đi, một ngày nào đó em sẽ mai nhai được. Ok, bye bye MC ngủ ngon. Ngủ ngon. Nên thi IELTS trên máy tính hay là thi thường, thi giấy đúng không? Tùy thuộc mọi người. Nếu như mọi người là người thường ngày, mọi người làm đề, mọi người học bài ở trên giấy thì hãy đi thi giấy. Còn bình thường mọi người làm đề, giải đề ở trên máy thì đi thi máy. Tránh cái việc là lúc mình học bình thường thì mình làm viết, mình viết tay, rồi tới cái lúc mà mình bấm máy mình bấm không quen, hoặc là ngược lại, bình thường mình bấm máy rồi tới cái lúc đi thi mình lại dùng tay thì mình không có cầm bút không có quen, là một nó giảm cái sự tự tin của mình, mà không có tập trung làm bài được đâu mọi người. Cho nên là bình thường không có gì làm gì, đi thi làm ơn tụng cái đó. Thôi đi rồi, cũng khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chiếc điện thoại của mình cũng đã sắp hết pin và sắp tắt nguồn rồi. Hẹn gặp mọi người trong những chiếc live sau. Mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình nhà top 5 Miss Grand Việt Nam, cũng như là Miss Grand Vàng, Miss Grand International. Rồi bye bye. Good night. Cảm ơn mọi người đã ở lại chiếc live. Hẹn mọi người trong những chiếc live sau. Good night.